hôm sau mà xác định đi là để nó đóng cả chai rồi mang thêm một chai nước đấy nữa. Em Covid không ạ? Covid ạ? Ba mẹ Covid. Covid ở đâu mà mang? Ở đây thì có thấy Covid. Chồng lên là cám à? Chồng lên là cám. Chồng nè á? Chồng nè lên là cám á? Ờ, hôm nay để đưa các bác lên vùng chiến sự. Đưa các bác lên đi săn mấy em phải rừng. Anh em tăm được khoảng 5-6 con. Nhưng mà không biết là cuộc đi săn này được khoảng bao nhiêu con thì chưa nói trước được. Các bác hãy đăng ký kênh theo dõi nhé. Đấy, bây giờ anh em là đang đi ở trong lũ sắn, chuẩn bị giáp vào bìa núi rồi. Hiện tại bây giờ là khoảng 9:30-10 giờ tối theo giờ địa phương. Không, đấy là nhỡ nước ngoài xem đây. Trời, không khí rất là mát, tháng này là tháng 7 dương đấy. Ở mùng 5, mùng 6 tháng 7 dương. Vào gần núi mát hẳn luôn. Có 3 anh em đi thôi. Nếu hôm nay được khoảng tăm được 5-6 con thì được khoảng là... Thấy đừng có nghe điện thoại nhá. Để te te đây. Thấy người gọi ngứa mồm. Nghe bay vào. Nói chung là anh em cố gắng đi thật nhẹ, tại vì cái mùa này nó hơi hanh khô nhá. Còn là cứ nhảy nha. Con này quen đây rồi. Quen cái này. Đây đây đây. À, không phải. Bay rồi. Vâng, bay rồi. Thế. Thế thấy cứt đây. Đây. Ừ. Đây, nó chắc ngủ chưa này. Cầm nước đi không? Mình thì không có duyên soi được thấy gà nữa mà. Rất là có duyên này. Bắt được. Sắp đến chưa vậy? Chỗ cái dứa à? Cả mẹ bẫy thẳng đây rồi, trụ luôn. Nhưng khẩu bây giờ mình nuôi có cả rừng là mình cả mấy bẫy nữa. Này lá lên cái thứ nó khô đấy. Đấy. Thông báo với anh em là đến bìa rừng rồi nha. Bây giờ là các bác nha, đi săn thấy mấy em gà nhấp rừng này, gà con rừng này, phóng to lại lại cho bác xem này. Một con. Ờ, thấy mỗi con đấy. Con này bay ra đây như thế này. Sao chưa? Ê, sao sao? Đấy, đấy. Thấy chưa các bác, thấy chưa? Có cái nắm tay thôi. Bây giờ một víu cái nó bay lên kia này. Bây giờ cứ xoay hết lên xong nó bắt đầu là rung cho nó lao xuống. Ừ. Nhưng mà cứ lao hết lên là kiểu gì nó cũng lao thẳng vào đèn mà. Con ở trên này bay. Hôm nãy con ở trên này bay. Bây giờ cứ bắt con này nhau mà chơi. Con này chắc hung con nhẹ không hổ. Hả? Con đi nó bay đâu anh chưa?
Mẹ nó. Con mẹ nó lại bay ở thằng ấy cả. Mình trên anh cũng kia. 5 mét. Con này con riêng cũng rát. Còn hai con bên này một con thì bay mẹ. Đây là cuộc vây bắt gà rừng con. Nó lao không có đẻ nào. Ờ kiểu gì nó lao. Cứ soi thẳng vào nó kiểu gì nó lao xuống. Rừng thì cũng là hôm nay chỉ được có một em thôi nhá. Đâu, con này bẻ. Toai toai đây, cái này tầm 7 lạng rồi. Đây là em vừa chống toai nha các bác nha. Đấy. Đi. Bỏ xem đi. Thấy rất mèo nhưng mà không kịp bắn. Đấy, em vừa chống toai. Đi. Thôi, về nấu cháo xem nốt này. Trận bóng đá. Bây giờ đang trận đang thằng nào với đá với ấy là hiệp 2 rồi đấy. Tao nghi là nó ở cao lắm. Gà. Thẳng cái dưới vào, tao ngồi đây thì nó bảo thẳng cái dưới lên rồi. Sau 1 phút, tao ngồi dưới.